Nếu các bạn đang cần kim cương hoặc mua Free Fire giá rẻ, uy tín, chất lượng thì hãy đến ngay với shop.akida.vn. Vòng quay gì cái gì cũng có, thiếu mỗi vòng quay trúng người yêu, nhưng có tỷ lệ quay trúng luôn cả chủ shop đẹp trai chim dài 1m2. Tất cả chỉ có tại shop.akida.vn. Happy New Year! Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại channel Akida Mobile của mình. Và chào mọi người đã đến với một video nữa về Free Fire. Và hôm nay đã là ngày mùng 1 Tết rồi. Và hiện tại mình đang quay ở thời điểm đã từ bước giao thừa từ năm 2020 sang năm 2021. Chính thức là ở âm lịch, còn dương lịch thì nó đã bước qua từ lâu rồi. Và xin chúc các bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc bên những người yêu thương. Và hôm nay thì do là ngày mùng 1 Tết, cho nên là game Free Fire chúng ta ra khá là nhiều sự kiện mới. Trong đó thì bao gồm nó là một cái vòng quay Skyler. Trước tiên là bây giờ mình sẽ đi nạp kim cương cho nick mình để có thể gọi là nhận được những cái món quà nạp kim cương các bạn nhá. Ok các bạn, chúng ta sẽ cùng vào shop gakia.vn của mình để thử vận may nhá. Ui, mình được anh chủ shop Lee Suyên 10 triệu các bạn. Anh chủ shop cộng cho mình hẳn 10 triệu luôn. Ui mé, xịn xò vậy ơi. Được rồi, do là được anh chủ shop tặng tiền như vậy là chúng ta phải đi quay. Ui, mẹ lại một phát được 1999 kim cương luôn. Cái vòng quay này như kiểu dễ ra lắm, thôi đéo quay vòng quay này nữa. Chúng ta sẽ đi quay vòng quay Skyler nha các bạn nha. Chúng ta cùng đi quay thử vòng quay nào. Phát đầu tiên là 231 kim cương. Phát thứ hai là 231 kim cương. Phát thứ ba là 999 kim cương. Holy shit. Oh fuck. Oh dễ. Rồi thì đấy là show gakida.vn của mình. Nếu như bạn nào có muốn thử vận may hoặc là muốn gọi là kiểu như là mua nick Free Fire các kiểu giá rẻ, có thể thử vận may ở tại show gakida.vn của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ ta sẽ cùng đi quay mấy cái sự kiện của mùng 1 Tết thôi. Thì mùng 1 Tết chúng ta ra mắt bộ đồ mới, nó mang tên là bộ đồ độc quyền Skyler. Nó gọi là streetwear, tức là kiểu như là đồ đường phố ấy, kiểu phong cách ăn mặc đường phố một tí ấy. Và nó miễn phí cho mình lượt quay đầu tiên các bạn ạ. Ok, mặc dù là chắc là nó chả ra cái bịa đâu. Ok, ui, cái cách quay của cái bộ này trông nó kiểu cứ bị đẹp mắt ấy nhở. Nó xoay tròn này. Ô, mình thấy mình được có hiệu âm nhạc rồi này. Nhìn chung thì cái vòng quay này nó khá là dễ trúng thôi. Mình nghe thiên hạ đồn là nó sẽ mất khoảng, rơi vào tầm khoảng 1000 kim cương thì các bạn sẽ được 5 cái nốt nhạc. Tuy nhiên thì nãy giờ mình thấy mất 600 kim cương và mình chưa thấy được 5 cái nốt nhạc đâu. 800 kim cương rồi. Cái định mạnh nó đây 900. Ok luôn. Rồi sao bắt đầu đen đấy. Nhìn 1 này, nhìn 2 này, nhìn 3 này, nhìn 4 này, nhìn 5 này. Hùng nhân phẩm đến từ Tuyên Quang đã chết rồi. Hôm nay chúng ta có hùng đen vãi trưởng đến từ Tuyên Quang. Ôi vừa đầu năm mới năm me đã đen như chó rồi. Nếu hiểu kiểu gì. À đồ từ ba lô đầy à. Ô thế thì mình sẽ gọi là lấy mấy cái này lấy được quay luôn vậy. Chắc là sẽ ra luôn. Ơ ra đi. Ờ ok. Ui ra mẹ cả hỏa quyền luôn. Trời má, tôi nhiều hỏa quyền vãi trưởng rồi. Rồi ok các bạn, bây giờ ta sẽ nhận cái bộ đồ streetwear nha. Ta sẽ mở ra luôn vậy và sẽ trang bị bộ này luôn để có thể gọi là sử dụng bộ đồ này vậy. Rồi các bạn, chúng ta sẽ cùng mở cái hòm súng Skyler nhá. Một cái hòm súng khá là hiếm luôn. Và cái hòm súng này nó chỉ có đúng một hòm thôi. Thì mình có biết một thằng em mà nó bỏ một phát ra luôn được cái khẩu súng các bạn ạ. Ui, trong này là nó có khẩu súng nó gọi là Vector các bạn ạ. Có thêm cả khẩu phát 12 có tăng xiên giáp nữa cơ. Thì cái khẩu Vector này là cái khẩu nói chung là khá là ngon. Tăng giảm tầm xa thì hơi toang một tí, nhưng mà nói chung là nó ngon hơn Vector điên tình một chút chút thôi. Chúng ta sẽ cùng mở một lần xem liệu có ra được không các bạn nhá. Ôi hoa 27 ngày mẹ tổ sư nhà nó nữa. Nhưng không sao cả, chúng ta sẽ có khẩu Vector trang bị dùng trong 7 ngày các bạn ạ. Chúng ta sẽ test thử khẩu Vector Skyler trong đó có khác gì so với khẩu Vector điên tình không nhá. Tính ra hình như nó yếu hơn thì phải các bạn ạ. Ok hello, rồi chúng ta sẽ cùng vào trong chơi tử chiến để test thử kỹ năng của Sếp Tùng nha các bạn. Sếp Tùng thì từ cái hôm mà ra mắt đến giờ thì thực sự là mình chưa có dùng Sếp Tùng vào trong tử chiến. Các bạn cũng để ý là cũng biết rồi, từ cái hôm mà ra kỹ năng của Sếp Tùng Skyler các kiểu các bạn hiểu ấy, thì là mình mới chỉ dùng ở đánh thường thôi. Tại vì là kỹ năng của Skyler ở trong tử chiến thì nó không phải là mình chê đâu, nhưng mà thật sự là nó phế thật. Nó kiểu nó không so sánh được với lại là kỹ năng của Chrono ấy. Tại vì các bạn cũng biết mà là khi mà bắn ở tử chiến thì hầu hết là các bạn bắn tầm gần với nhau và kiểu giao tranh. Ui ôi, giao tranh kiểu trực diện với nhau nhiều ấy. Chính vì vậy nên là cái khiên của Chrono là một cái gì đấy nó phải gọi là điểm cộng rất là lớn. Thằng nào mà không sơn được Chrono lên là chỉ có ăn đầm ăn cứt thôi. Thì bây giờ bảo cầm Skyler làm sao mà lấy được. Cái định mạnh cho nó được dí mãi được nó, các bạn thấy không? Nếu như bây giờ mà mình có Chrono là mình có thể đấm được nó rồi. Nhưng mà đây còn nếu có Chrono để bật khiên lên để chạy nhanh khổ vãi đồi ra ấy. Và thằng nào nó cũng có khiên phải không ạ? Ui giời, cái đồng bàn thì thế, đồng đội tôi gục. Nhưng mà thôi được rồi, không sao cả. Trường hợp này là mình xác định là gọi là vì gái sinh tồn, vì kêu bỏ bạn thôi. Đấm. Ai? Ôi trời ơi bạn ơi. Cứt khô hạng 3 thì đừng có mơ tưởng đó là sô-cô-la loại nhất nha bạn. Đấm cho hết choạt thì lại bảo tại số. Hồi máu cái đã. Hay cuối cùng là cũng đã đến mùng 1 Tết rồi.
đầu năm mới tới thì mình chúc năm mới thôi nên là mình không chúc lại nữa nha. Nhưng mà nói chung là mình không biết là các bạn cảm nhận như nào, nhưng mà việc các bạn được nghỉ dịch một là một cái gì đấy mình khá là thích thú. Thực ra nói nghe hơi mất dạy một tí là khi mà toàn quốc đang chống dịch thì tự dưng mình lại gọi là thích cái vấn đề bị dịch. Nhưng mà nói thật với các bạn nghỉ ở nhà thì tụi mình nhiều view. Và các bạn biết đấy, muốn chua thì thêm giấm, muốn im ấm thì nghỉ Tết khoảng 70 ngày thì nó là hợp lý. Chắc ở đây nói thế thì nhiều bạn cũng kiểu thích nghỉ Tết 70 ngày lắm. Cái định mạch của nó cứ về nó ngồi nhấp này sao bắn được. À đây rồi, để tôi giới thiệu cho mấy ông một bộ môn nghệ thuật là bộ môn chọc chó này này. Là mấy ông sẽ ngồi, mấy ông chổng đít ở mặt địch như này này. Đó, địch nó sẽ nghe ra hết rồi. Khi mà các bạn có trình độ bắn one shot ở mức gọi là tầm cỡ chùm tiên quang như mình là các bạn có thể chơi cái trò này, trò chọc chó đấy các bạn. Ui AK với cả SK cấp 7 luôn. Giàu đấy, bạn Hoàng Anh, Hải Anh gì này, đại gia. Hoàng Anh ơi, thức đêm em tỉnh bằng trà, yêu anh em trả bằng tình được không? Bây giờ anh giàu quá, cho em bu cu tí, cho em giàu lên với. Khổ quá, dạo này cuộc sống kinh tế eo hẹp cũng khó khăn rồi các bạn trẻ ạ. Cho nên là nếu như bạn nào mà thấy kinh tế mà các bạn cũng khó khăn thì các bạn lên sopgakia.vn để thử vận may kim cương, biết đâu lại có kim cương các bạn nhé. Vừa rồi không phải là quảng cáo, nhưng mà khổ nỗi các bạn ạ. Nếu như các bạn kêu rằng là mình quảng cáo thì nó cũng là vì miếng cơm manh áo. Các bạn biết đấy, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đờ bờ, ăn cứt. À bác, đấy là bác Huấn bảo, còn bác Gấu thì bảo gì? Bác Gấu đã nói rồi, những cái thứ miễn phí rơi trên trời thôi, chỉ có nước mưa và cứt chim thôi. Ôi ôi, định mạnh nhà nó nữa, và cả đạn bờ, và cả đạn lục bạc nữa. Ôi ôi, định mạnh nhà nó rồi, xong rồi. Nó dí tôi như con đẻ của nó thôi, bình tĩnh đã, hồi máu đã. Không sao cả, bình tĩnh tự tin, không cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau. Ôi, ấy, ai à? Ôi ôi, định mạnh nhà đơn, hết shot. Ôi, định mạnh nó vẫn hết shot được, không sao cả. Hùng đẹp trai, ôi ôi. Ôi, chắc cải lương lên cái là Hùng thành dân bay trầu cau vì đau mẹ luôn. Ok, xong rồi phân tích xem không biết nên mua cái gì ở trong chợ, tôi quyết định là chọn khẩu M1014 mấy ông ạ. Dạo gần đây tôi không hiểu sao tôi lại thích bắn 1014 thế. Chắc tại vì dạo gần đây tôi bắn hay mấy ông ạ. Dạo này one shot đỉnh lắm cơ, bắn mẹ một viên full toàn đam vàng, tôi chưa thấy đam đỏ đâu. Đồng đội của tôi, đây mình cứu bạn đây. Thực ra thì người ta bảo là học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, mà chết không trẻ thì bán rẻ thanh xuân. Nhưng mà để bạn chết trẻ như thế này là không được rồi. Trước mặt của tôi là một người đồng đội đang bò bằng tư thế bốn chân của những loài cún như thế thì tôi không thể nào mà không ra tay giúp được. Anh Hùng tốt bụng đến từ Tuyên Quang mà. Ôi, định mạnh cho nó. Nào, làm gì tao? Bắn vỡ keo đây. Kỹ năng nó gọi là hủy diệt băng thạch, bắn trưởng phá keo đến từ Tuyên Quang. Rồi ôi, bạn đọ với lại là khẩu sót ngăn sơn màu đây, làm sao mà đọ được. Dầu thì nó ghét, mà đòi ghét thì nó khinh. Còn thông minh thì các bạn thấy đấy, súng của mình nó sơn đủ các loại màu luôn, từ mẹ xanh đỏ vàng tím cam lục lam tràm tím các kiểu có hết luôn, sơn màu nào cũng có, tăng tốc bắn, tăng sát thương, tăng tầm xa, tăng tốc độ thay đạn các kiểu, tôi cũng có đủ hết. Ôi rồi, Tài ơi, bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra luôn, học Tài ở đấy, Tài lại nằm thế, Tài không đánh tim rồi. À mà không các bạn ạ, thực ra thì người ta bảo là bố mẹ ở nhà thì lưng thẳng, con lên Facebook đăng bài bố mẹ còng lưng không được, được, bố mẹ không hề còng lưng nha, bố mẹ như bố mẹ mình là đều đang lưng thẳng các bạn nhá. Bước tới nhà em bóng xế tà, đứng chơi 5 phút bố em ra phá theo giật mình chưa ai. Đồ gốc của định mạch cho nó lắc mẹ cả máy rồi, ôi mày quá. Nào, ôi trời ơi, bạn đang hở cái tay ra đấy bạn ơi. Đầu tiên đang đầy máu, đang khỏe mạnh, đang ngồi ke tốt, tự dưng bị mình bắn cho hai viên, cái cuộc đời của bạn chuyển từ hài kịch thành bi kịch có mẹ luôn rồi. Ôi trời ơi, ôi em ơi, con đường nhanh nhất đi đến một trái tim đó là con đường truyền máu, truyền thái y đi. Anh đã quên bật luôn lời về tìm từng kiện công gian đằng kia làm anh đau điên. Nhảy à, hello bạn, mình là đầu trứng ATM đến từ Tuyên Quang. Bạn trai, bạn thân nhất của Sơn Tùng MVP. Đấy là mình mơ thế, còn thực tế thì tự mình, anh Sơn Tùng chắc chả biết mình là thằng méo nào cả. Và tự anh em bạn gì có bắn nhau ở đâu, không cho mình bắn cung này. Anh em bạn gì bắn như thế thì làm sao mà tôi có VR được. À đây rồi, ui trời ơi, có thể mình nghĩ ra xong mình bắn cắn trộm như này nó hơi hèn, hơi bẩn một tí. Nhưng mà người ta bảo là thà sống hèn còn hơn chết dại mà. Sống hèn cũng được các bạn ạ, thà sống nhục còn hơn chết vinh. Sao thì bố con thằng nào cả, thời nay mày chết là hết, sống là tốt cho là. Ôi, cái đinh bay cho nó vách cả đôi ạ. Ôi, Tài ơi, ôi rồi ôi, Tài ơi. Vâng, hiện tại là bạn Hoàng Anh với cả là bạn địch ở bên trong kia bắn nhau cũng mất nửa tiếng đồng hồ rồi các bạn ạ. Tôi hy vọng là cái combat này nó không kéo dài thêm một nửa tiếng nữa. Sao bạn địch ở trong ấy nhiều keo thế? Ôi mẹ, nhiều keo thế, hai quả thôi. Ôi ba quả luôn. Ôi vãi cứt, đại gia. Ôi trời, đại gia chết bo rồi. Được rồi, để tôi lấy tiền tôi vả vào mặt tụi đó. Đấy là tích tiền hơi nhiều đấy. Xin giới thiệu với các bạn là bộ combo Vector Skyler. Vâng, khẩu súng mà nó hiện tại nó đang là hàng limited trong thời điểm hiện tại server Việt Nam vì nó chưa ra hòm súng.
tôi bỏ ra được 7 ngày biết không ạ? Thôi thì nó cũng gọi là súng tôi cần. Chứ còn bây giờ chúng ba khẩu còn lại kia tôi lại éo xài tới. Tại sao chúng ta lại phải ăn mặc bảnh bao và đặc biệt là phải sơn nhân vật sơn súng? Bởi vì các bạn ạ, người ta bảo là trăm lời anh nói không bằng làn khói của Lamborghini. Cứ có tiền và vả vào mặt các em là các em auto đổ rầm rầm ngay. Dụng chứng mẹ có phải gọi là hàng loạt nhặt được cả rổ đem về dán các bạn. Ôi trời ơi, đỉnh mạnh Huyền chết rồi. Thằng bắn Huyền của tao đây. Top Kim Pro à, mày nhớ tao, mày nhớ mặt tao nha mày. Mặc dù mày chưa chắc mày đã nhìn thấy mặt tao nhưng mà mày nhớ nha. À đi rồi, ôi trời ơi. Con mồi. Đây, con đàn thợ săn ngắm con mồi. Đây. Đâu đây em ơi, đi đu đưa đi. Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn. Làm nhẹ tách trà cái. Ôi trời ơi, mình khổ quá, giờ mình sướng không chịu nổi các bạn ạ. Nào giàu thế nhở. Đây rồi, địch đây rồi. Nào, nhau vô. Phá keo, ai giật mình chưa đầu ngốc. Cái địch mạch nhà nó phải keo luôn nhanh thế nhở. Bọn này ở vách huyền thoại tốc độ bàn thờ nhở. Nhưng mà làm sao bạn chống lại được khẩu vector có sơn tiền này được. Sơn tiền lên cảm giác của bắn nó mạnh hơn hẳn các bạn ạ. Ok, được rồi, chắc có lẽ video của mình sẽ xin phép được là thế thôi. Nếu như các bạn thích các video của mình, đừng quên để lại cho mình xin một like, một đăng ký và đừng quên là bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi ra video mới nhất nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và xin chúc ngày tốt lành. See you again, bye bye.